Chúng ta đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ mời hai bạn hãy tháo mặt nạ của mình ra. Bây giờ anh chị hãy giới thiệu lớn để cho đối phương của mình có thể nghe được mình nha. Bây giờ mình chỉ cách nhau có một trái tim thôi. Em tên là La Văn Thông, đến từ Bạc Liêu. Nghề nghiệp nuôi tôm. Nuôi tôm? Đi Bạc Liêu? Mấy vuông? Có 1 miếng à chị ơi. Có 1 miếng à hả? Dạ. Tôm gì? Tôm sú hay tôm càng xanh? Tôm sú với tôm bạc. Tôm sú, tôm bạc, cua. Wow, đã nha. Anh ở với ai? Em ở với mẹ già, với mấy đứa con nó lớn hết, nó đi làm hết rồi chị. À vậy hả, vậy là mình cũng đã có gia đình một lần rồi. Rồi, rồi thế còn mình. Dạ em chào chị Cát Tường, rồi. Em chào anh bạn cùng chơi. Em tên là Thúy Oanh, năm nay em 35 tuổi. Hiện công việc của em đang là nhân viên phát triển thị trường của một hãng massage, ghế massage. Làm ở đâu? Dạ công ty em thì ở Bình Tân, còn em là nhân viên thị trường cho nên em cũng hay đi công tác. Quê mình ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Có bao giờ xuống Bạc Liêu chưa? Công tác dạ, với Bạc Liêu chưa? Dạ mới vừa đi công tác ở đó về. Mới đi công tác về. Dạ. Có bao giờ mình nghĩ bỗng một ngày đẹp trời tự nhiên cái mình lấy chồng về Vinh mà mình đi xuống cái miền Tây mình ở không? Sau ngày hôm nay sẽ có nghỉ. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Đầu tiên là thấy được. Chứ mà vô cô nào cũng nói không, em chỉ ở Sài Gòn là thấy cũng hơi mệt ha. Như giờ anh thì có nào anh nghĩ lên thành phố không? Em thì tại Úc rồi chị. Chắc có lẽ cũng hơi khó mà cái duyên nợ sau này với em cũng giờ cũng chưa quyết định được. Tùy ha. Nhưng mà đi rồi mấy con tôm dưới ai nuôi ha, ai cho ăn ha. Công việc có thể dời được chứ nguyên cái ao tôm làm sao bưng lên đây cũng khó. Thưa quý vị, sơ bộ vài bước về giới thiệu bản thân thì quý vị thấy là cặp đôi này có phù hợp với nhau hay không. Tường là Tường chịu cô gái rồi đó. Cô gái nói là ngay từ hôm nay sẽ có thể có cái suy nghĩ là Tường thích rồi. Quý vị hãy cho biết ý kiến của mình nha. Thế bây giờ quay lại với anh chị thì điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của em thì vui vẻ, kính trên người dưới, thích văn nghệ ca hát cũng nhỏ nhỏ thích. Thích ca nghệ ca hát mà ca không được hay. Kệ, bây giờ làm một câu đi, làm một câu cho nó vui đi nè. Hay không hay không quan trọng. Tân mã ơi hãy với mau về báo cho phụ quân ta gần được gần gió đông sơ đã dồi thấy trong gió bồi hoang. Cảm nhận về anh chàng miền Tây này như thế nào? Cảm nhận ảnh rất là thật thà. Thật thà. Hơi vui vẻ. Vui vẻ, cái đó điểm mạnh ha. Còn điểm yếu? Điểm yếu em thì hay quên. Có ngày nào cho quên cho tôm ăn, cua ăn không? Cái mấy công việc đó thì chắc không có quên. Chứ quên gì? Để cái này kia hay quên, muốn nói gì cái nó hay quên rồi. Cái đó nói chung mà càng lớn càng có tuổi mình càng dễ quên nữa. Thôi, cũng có nhiều loại thực phẩm chức năng bổ sung trí não á, mua uống đi nha không? Dạ, Tường dạ. Cũng vậy, giờ cũng hay quên dữ lắm. Không sao hết, triệu chứng chung càng già là càng vậy à. Thế còn mình sao nè, điểm mạnh điểm yếu của mình? Dạ điểm mạnh của em là có thể lắng nghe, với lại trong công việc hoặc là trong cuộc sống điều gì em đã muốn làm thì em có thể là bằng mọi giá mình sẽ làm được. Còn điểm yếu của em là nấu ăn rất là dở. Wow, biết nấu ăn không anh? Là biết. Bên đây nấu ăn dở lắm rồi, có phụ vợ nấu ăn với vợ không? Không sao, cái đó về phụ tiếp vợ con không gì, tại vì mình cũng hay thường phụ vợ con làm những chuyện đó. Rồi bây giờ đến chương trình ngày hôm nay thì anh mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Trước mắt thì cũng dễ nhìn, đừng có mập quá, biết lễ phép với ông bà cô bác. Về ngoại hình, ngoài cái đó còn cái gì khác ngoại không? Hình mắt mũi miệng à? 1m55 trở lên tới 1m6. Tóc thì dài được càng tốt. Đâu, hai tấm hình nè, mấy tấm hình này đây, 1, 2 đó, đó, anh lựa đi, anh kiếm đi, thử coi có mẫu người mà anh mong muốn ở trong đó hay không. Thế còn em muốn tìm một người như thế nào? Mong muốn tìm một người bạn trai có thể trong tình cảm thì thật thà, chân thật một tí. Bây giờ để từ từ tôi nói nè, cho cái gợi ý để anh kiếm em cho nó dễ coi. Tóc em trong hình đó thì cũng được á, anh cũng có dài á, không có tóc tém. Tóc cũng được, ngang vai. Rồi bây giờ em kiếm thử coi, ảnh nè, trong tấm hình đó đó, ảnh đâu? Nè, ảnh hồi nhỏ nè, coi ảnh vậy thì thành công không? Coi chàng trai lúc nhỏ xong rồi coi chàng trai lúc lớn ghép vô đó. Nếu mà em đoán thì chắc có lẽ là em đoán như này. Hay quá ta, rồi ông lúc nhỏ đâu, lúc nhỏ đâu? Nhỏ hả? Chắc chính giữa. Cũng
giống giống, có nét giống. Lát hỏi ảnh coi đúng không nha, chứ chị nhìn chị cũng không biết đúng không nữa. Tấm hình nó nhỏ mờ quá à. Kiếm ra chưa? Đây nè chị, hình giữa anh chị. Hình giữa hả? Rồi để cho nha, rồi hồi nữa mở ra nè. Bây giờ mở ra rồi kiểm coi đúng không nha. Ai sai bị phạt, ok. 1, 2, 3. Chúc mừng các bạn. Đúng rồi chị. Ờ thì chúc mừng đó. Em đoán anh đúng à. Nhưng mà cái hình này thì em hơi... Cái này ở chính giữa là anh đó hả? Dạ. Trời hay quá em ơi, thiệt em hay quá. Sao mày tự nhiên em đoán anh đó vậy? Trực giác thì cũng không đúng nhưng mà em suy luận. Mà sao bên đây em chọn đúng cô này, lý do gì trong ba cô tự nhiên sao anh tại chọn? Tại vì ba hình hình nào đều cũng có cô này mà thấy cái anh tự nhiên anh thấy là hình như cái cô đó là vừa ý không? Dạ vừa ý. Cái điều gì em không thích nhất ở người bạn gái của mình? Em cũng không thích lè lạc quá, diễn tờ thấy bình thường giản dị là em thích. Bình thường giản dị. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích người bạn trai là nói dối. Em yên tâm đi, cái vụ nói dối đó giờ anh không có nói dối, nhìn anh là biết thật tình lắm. Cửa đó tim mình mở rồi đó, mình có gì trao cho nhau không? Trời ơi, thùng quà bự quá mà. Quà tặng em món này là từ quê hương của anh nuôi. Cái gì vậy chồng? Cua chị. Trời ơi, bưng cua lên luôn hả? Thế vậy? Em thì cũng mới đi công tác về, em cũng không có món quà gì. Rồi cảm ơn. Cái này em mua ở ngày hôm qua ở dưới Cốt Mắt Mỹ Tho là hôm qua đây công tác ở dưới. Thôi nhưng bữa nay cũng trùng hợp ha, toàn tặng nhau động vật không à. Mặc dù con thiệt con giả nhưng mà vậy cũng vui ha. Mà bánh ít trao đi bánh quy trao lại là vậy đó. Tại sao em lại tặng con mua con heo đất? Ý nghĩa của nó là cái gì? Ý nghĩa của con heo thì mình bỏ vô được chứ mình không có móc nó ra được. Ồ. Mà đã vậy nó còn ngóc lên như vậy nữa thì cái đít nó nằm ở dưới là tiền nó chỉ xuống không có lên được đúng không? Dạ đúng. Hay quá. Theo như anh nghĩ nếu mà lấy nhau về vợ chồng ai sẽ là người giữ tiền? Thì em thấy phụ nữ thì dễ tiền thì nó hay hơn. Nhiều khi có cái sự tiết kiệm hơn đàn ông. Nhiều khi đàn ông thấy hay xài, có tiền thì hay xài nhiều á. Thấy cô này có vẻ giữ tiền ổn rồi đó. Thôi bây giờ vô tình trường. Mình hồi nãy anh có nói cái vấn đề con đó. Và anh nói rõ hơn đi, anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Thì đối với quê nó ngay lập gia đình cũng sớm. Cũng 18 tuổi lập gia đình rồi. Vậy á hả? Hồi nay thì cũng được ba con. Con hay lớn hết rồi, cũng có nghề nghiệp hết rồi. Bao nhiêu tuổi rồi? Con em đứa lớn 19, đứa nhỏ 18, đứa kế thì 16. Đứa quê hết có phụ ba không? Nó có nghề nghiệp nó đi làm hết rồi. Nhưng mà lúc mà chia tay thì nó ở với ba hay ở với mẹ? Ở với em hết. Ba đứa luôn? Dạ. Trai gái? Hai đứa con gái, thằng con trai. Ủa rồi hiện giờ mẹ nó ở đâu? Mẹ nó nghe mấy đứa con nó Bình Phước chứ em cũng không biết nữa. À mình không có liên lạc. Điện nhiều khi muốn điện hỏi thăm mà nó không bắt máy rồi thôi em cũng không có điện nữa. Rồi chị có khi nào thăm mấy đứa con không? Tết rồi hoặc nhà đám con nó có về rồi tặng, chắc em nghĩ là cũng về từ thăm con. À nhưng mà chia tay đi bao lâu rồi? Chia tay nay cũng 3 năm rồi chị. Lý do tại sao chia tay? Ba mặt con rồi mà phải chia tay. Mà thấy phụ nữ thì thấy chắc sống chắc cái cảnh chắc gò bó gò buộc không chịu, muốn thoải mái ra ngoài thoải mái tự đông á. Thì thấy trước ngày đi cũng vào ban ngày về rồi dần dần nha, bạn bè cũng ghê đi riết rồi đi không về rồi em mà đi đâu mà đi mấy ngày mới về? Thì lúc đầu cũng đi gần gần nhà bạn bè rồi chơi vậy đó. Có chồng rồi mà đi chơi mấy ngày mới về? Dạ. Mà anh cũng cho đi nữa? Đâu có cho đâu, đâu ai cho đâu, mà tại vì người ta thích rồi giờ mình nếu kéo đâu được thì phải chịu thôi chị. À nhưng mà anh kiểm tra lại là mình có cái gì sai quấy với cổ hay là mình chưa có chăm sóc cổ chu đáo hay cái gì mà để cổ đi không? Cái chuyện quan tâm chăm sóc thì em thương vợ em dữ dằn lắm, mỗi lần chia tay em mất là gần cả chục ký á. Rồi bây giờ còn buồn không? Thì gần đây là em hết buồn rồi, lên ký nữa. Lên buồn. Ông thiệt tình dễ sợ. Hết buồn lên ký. Nếu như lấy vợ nữa thì em có muốn sinh con nữa không? Theo như giờ thì em không sinh con là phải, nhưng mà không sinh con thì vợ chồng nó không hạnh phúc. Là em cũng phải là muốn cái hạnh phúc là phải sinh cho thêm một đứa con. Chứ theo em giờ ba đứa con thì được rồi. Đó thì giờ có con vẫn ly dị như thường. Dạ, ăn thua là mình hiểu nhau, mình chia sẻ với nhau. Mục đích sống của mình là cái gì? Mình yêu thương nhau, đúng không? Chứ bây giờ có con ba đứa luôn mà cũng chia tay. Tại vì người ta chủ động, người ta thích chia tay. Thì đó, nhưng mà ý chị mới nói rằng là trong cái tình yêu nó không có cái nguyên tắc. Nó là như vậy. Thôi nói chung là cũng lấy vợ sớm quá. Thôi tạm tới đó đi ha. Giờ tới bên đây. Tình trường của em thì sao? Dạ em thì trải qua hai mối tình chị. Em thì cũng có một bé trai. Năm nay 14 tuổi chị. Nhưng mà em ly dị thì đã 13 năm rồi chị. 14 tuổi mà ly dị 13 năm. Có nghĩa là mới lấy có 1 năm là ly dị rồi. Nếu nói chính xác thì lấy về là không có ở chung.
nói chung là đại khái là bác sĩ bảo cưới ấy. Cái tính em hồi đó nó hơi ngang một tí xíu và bướng nữa, cho nên em hay làm theo cảm tính và em cũng không hối hận khi mà em sanh ra thằng nhóc em. Vậy thì tại sao em yêu chồng em cái chỗ nào mà em lấy? Nói chung yêu thì cũng không có gọi là yêu sâu đậm lắm, nhưng mà thứ nhất là tự ái có trong đó. Tại vì nhà của em á, đối diện với nhà của cô ảnh, mà ảnh làm bên cho gia đình cô ảnh á, cho nên tụi em có tiếp xúc thì chơi. Nhưng mà thật ra nếu mà nhà em so với nhà ảnh thì nhà em tương đối nghèo hơn nhà ảnh, cho nên cũng gọi là khi dễ nhà em. Rồi khi mà tụi em chỉ là lúc đầu là chỉ là chơi bạn bè chung nhóm chơi với nhau thôi, nhưng mà do cô ảnh rồi nhà ảnh nó nói là chơi với ai cũng được, hoặc là sau này có lấy ai cũng được, mà lấy con nhỏ đó là tao từ mày, thì cái câu nói đó vô tình nó lại em lại nghe được cái câu nói đó đi, thì em lại làm cho hả cái nư của em. Cái đó gọi là một cái gọi là cái tính ương ảnh của em ngày xưa. Thì cái năm đó em cũng mới có 20 thôi chị. Khi mà mình đã lỡ rồi á thì mình cũng muốn cho con mình có một người cha. Với lại chuyện đã xong á thì tụi em có làm đám cưới, nhưng cuối cùng đám cưới thì cũng chỉ có bên nhà gái của bên em, và nhà trai thì thậm chí tới mức độ mà em phải thuê người lớn á chị để mà nói chuyện với ba mẹ em. Giống như cũng có, tại vì cũng có tổ chức đám cưới, cũng rước dâu, nhưng mà nhà trai thì người ta không có chịu á. Mà lúc em mướn người thế nhà trai thì ba mẹ em có lúc biết không? Thì ba mẹ không biết, nghĩ là bà cô chú hay gì, nhưng mà sao tối đó là biết liền. Đám cưới thì đãi trên nhà hàng thì chỉ có nhà trai thì chỉ có duy nhất một người dì đi thôi, với lại một người em trai. Rồi sau đó em nói không ở chung là sao? Thì cưới xong rồi thì cũng giống như là cái thời điểm năm 2005 á, là hẻm em thì người Hoa, với lại đúng ra thì gốc của bên ba em cũng người Hoa, thì cũng giống như cũng sợ gì tai tiếng á, nói chung cũng không muốn gia đình bị nói là gái chưa cưới mà có chữa vậy đó. Thì cho nên cưới xong rồi về là mạnh nay nấy ở, chứ cũng không có ở chung. Với lại thời điểm đó là em đã có baby rồi. Rồi sau này khi mà em sanh thằng nhóc em ra rồi thì em cảm thấy không có thể nào mà níu kéo được nữa, thì em quyết định em đưa đơn ly hôn, rồi em tự nuôi con em cho tới bây giờ. Có nghĩa là hai bạn đều có hai cái câu chuyện của riêng mình. Thật sự mỗi người một hoàn cảnh. Theo như cảm nhận của Duy Tường thì đã hai bạn như vậy thì mình sẽ đồng cảm, sẽ hiểu được nhau hơn. Thôi, chuyện buồn thì mình gác lại. Bây giờ các bạn cũng quen với cuộc sống hiện tại, cũng không gọi là buồn nữa. Nhưng mà bây giờ mình hướng tới tương lai để có một cái gì tốt đẹp hơn cho tương lai của mình nha. Bây giờ thì chúng ta phải ăn thôi, cho thay đổi không khí nè. Bây giờ thì Tường mời các bạn thưởng thức món chicken gà của nhà hàng East West Brewing. Vừa ăn, vừa thưởng thức, vừa trò chuyện với nhau ha. Cho cái không gian riêng, hai người tâm sự một chút, chia sẻ cho kỹ trước khi có quyết định là đi đến cái xa hơn hay không. Ít phút sau thì Tường quay lại nha. Cho hai bạn tự nhiên, vừa ăn vừa trò chuyện nha. Thôi mời bạn. Ủa rồi con ở với em hay là ở với cha má? Dạ con ở với em anh. Nó học được lớp mấy rồi? Dạ năm nay vô lớp 9 anh. Ví dụ mà em quen anh vậy có thể em về với quê em sống được không? Nếu mà xác định tương lai lâu dài thì có thể được. Tại vì em còn trước mắt thì em cũng hay công tác ở dưới đó lắm anh. Giờ sắp tới em cũng hay đi miền Tây, khu vực của em lắm. Em đi như ở tỉnh chứ đâu có vô mấy huyện hả? Đi vô mấy cái huyện em chưa có vô. Xuống dưới có dùng mấy món hải sản với quê anh chưa? Mấy em nhân viên ở dưới dắt đi ăn tôm tích đó, ở ngoài biển thôi. Tại em đi công tác thì thường là tối rảnh. Từ nhà anh ra thành phố Bạc Liêu á, bao nhiêu cây? 30 cây. Cũng gần mà. Anh có biết uống bia không? Cũng được. Anh uống được bao nhiêu lon? 5-7 chai gì đó em. Vậy anh có thích bạn gái anh uống bia không? Uống thì giao hữu được, chứ còn nhiều quá thì... Vậy nhiều là theo anh nữ thì chỉ nên uống được bao nhiêu chai? 4-5 chai cũng được, nhưng mà mình giao hữu thôi. Nhưng mà bạn bè... 4-5 chai luôn á hả? 4-5 chai cũng vẫn được, nhưng mà... Với điều kiện là bạn bè thân, chứ đừng có mà mình giao tiếp nhiều quá mỗi lúc, từ ngày mỗi lúc mỗi nơi đó.
Dạ, anh không thích, chứ còn nhậu 5-3 chai, 3-4 chai cho bình thường không gì. 5-3 là 8 đó, là 8 chai. 8 chai là em ngủ được 8 giấc luôn rồi đó anh. Nhưng mà bây giờ nè, từng hỏi thiệt, bây giờ ở mỗi người một nơi. Thế thì bây giờ là anh nghĩ bao lâu thì mình lên thăm cổ được 1 lần? Cỡ 3 lần tháng thôi chị. 3 lần tháng được không? À, 1 tháng 3 lần đó anh. Được rồi, anh đi quá, tôm anh chết hết, cua anh chết hết, tội nghiệp ảnh. Xa quá, mình đi thường quá, nó ngay cũng bỏ công việc ra ha. Không đi được thì mình qua điện thoại, mình điện thăm hỏi cũng được. Theo như hai bạn thì bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân là được? Em cả bao lâu được em? Em cho anh quyết định á. Như nào, như năm nay là tốt á. Nếu mà được thì đây tới Tết thì nó ngay còn cũng 5-6 tháng nữa. Nhưng mà tình chàng ý thiếp dữ vậy nè. Rồi thì xuống dưới đột xuất vậy, rồi công việc em sao, rồi em chuyển được không, rồi dưới xin việc làm cho người ta được không? Nghe dưới thì cũng có công việc có, nhưng mà nó có cái lương nó hơi rẻ hơn so mình ở đây thôi, nhưng mà đủ sống. Tại vì mình tiêu xài thì dưới quê này nó cái gì nó cũng rẻ hơn đây, thì cũng sống được. Nuôi tôm có dư không? Thì nó ngay làm mấy năm trước thì nó trúng lắm, mà hầu như năm ngoái năm nay nó cái thời tiết ở đâu nó không thắt như dữ thường. Nó dở, nhưng mấy năm trước thì làm khỏe lắm. Khỏe lắm ha. Dạ, mà có dành dụm được mớ nào chưa? Nó ngay cũng chút đỉnh này đủ, chắc cũng xây dựng tương lai mới. Tại vì con cái lo học hành rồi lớn rồi, nó ngay cũng... Giờ đâu có phải nuôi con nữa đâu, đúng không? Thì đúng rồi, nhưng mà tại đó giờ mình làm nuôi con á. Rồi hơn nữa rồi, nó ngay cái chuyện gia đình nó không được ấy, rồi nó cũng hơi thất bại một số. Nó ngay làm gia đình thì cũng có đủ thế lo xây dựng tương lai vợ mới sau này. Giờ mà thí dụ em lấy cổ về thì em muốn cổ ở nhà là bà chủ quản lý phụ em nuôi tôm, hay là muốn về cho cổ có công việc riêng, cổ tự làm việc riêng của cổ? Theo như nó thích làm thì làm, không ở nhà thì cũng em làm thì cũng được. Nếu mà hai vợ chồng thi đua làm thì hai đứa cùng làm cũng được cái công việc. Tại vì dưới quê nó hay có cái chồng đi làm, vợ ở nhà coi công việc nhà thôi chứ không có đi làm. Em thì em nghĩ sao, em muốn đi làm hay là em muốn em muốn đi làm mà. Tại vì em ở nhà thì em đã nói trước rồi là bản em nấu ăn rất là dở. Phụ chồng được gì phụ, phải không? Sau khi đi làm về nhưng vẫn có công việc riêng, đúng không? Dạ. Mà em nghĩ là về công việc em về dưới đó có kiếm được việc làm dễ không? Công ty em có chi nhánh ở dưới. Tuyệt vời. Rồi bây giờ mình bóc vài cái lá bài duyên số ha. Trong này có những cái câu hỏi mình bóc để mình đối phương, để mình thêm phần hiểu nhau hơn, thấm thiết hơn nha. Mời bạn gái bóc trước. Đọc lớn lên giùm chị đi em. Bị ôm hôn lên má hoặc tay. Dạ không đâu em. Đã bị có nghĩa là người ta bị, là mình có quyền. Mình qua bánh hay gì? Đúng rồi, chứ không lẽ bắt ta bị mà bắt ta đi qua bên anh nữa. Bánh mì sang quýt gà, hôn đi. Hôn má đi ha. Mà người ta bị là muốn làm gì làm. À, cảm nhận sao? Đứng yên đó tôi phỏng vấn cái đã chưa gì. Cảm nhận sao? Thơm. Thơm. Lâu quá không được hôn, hôn làm như ngon ha. Hấp dẫn. Hấp dẫn hơn cái sandwich gà không? Từ cái lúc em ly dị chồng tới nay là bao nhiêu năm? Dạ 13 năm. Quen thêm được mấy mối tình nữa? Quen một mối tình nhưng mà chia tay đây 4 năm. 4 năm. 4 năm nay ở không. Cũng có hôn. Bữa nay hôn là một cái quá đã luôn, anh này cũng 4 năm luôn. Đúng rồi, về chỗ, về chỗ. Ồ, hai người này 4 năm mới được trao nhau một cái nụ hôn nha. Con số ra có vẻ trùng khớp nè. Mời anh bóc một lá. Cằn nhằn và sẵn sàng cho mọi cuộc tranh luận đúng hay sai, như vậy. Cái gì? Đọc gì không hiểu gì chứ gì? Một là cằn nhằn và sẵn sàng cho mọi cuộc đối thoại, mọi cuộc tranh luận là đúng hay sai. Nếu mà cái đúng về phần em thì em sẽ tranh luận cho tới cùng. Còn nếu cái đúng của phần ta? Nếu mà lỡ có tranh luận từ lúc đầu thì em biết là em sai rồi thì em chỉ cười thôi. Nó sai rồi lo xin lỗi đi, còn ngoan cố nữa. Em có xin lỗi không nếu như em biết em dạ sai? Dạ có, em biết em sai thì chắc chắn em phải xin lỗi. Chắc không, chứ thường người ta sẽ rất ngại nói xin lỗi và cảm ơn. Dạ không, nhưng mà nếu mình xin lỗi đối phương của mình thì chuyện bình thường mà chị. Nhưng mà hồi nãy em nói em bướng lắm, em dạ, háo thắng à, em nói trước đây em bướng. Bây giờ hết trước chưa? Em có bướng, bây giờ thì cũng bớt được tới 7-8 phần rồi. Cái chuyện bướng đó thì nó ngay phải giảm bớt chứ, để xảy ra là cái vòng ngoài muốn không ai muốn chứ. Dạ em đã giảm tới 7-8 phần rồi. Em nói vậy là anh cũng vui rồi. Phụ nữ thì rất hay thích cằn nhằn. Anh nghĩ sao về điều đó? Thì cái cằn nhằn thì nói chung là nhiều khi phụ nữ công việc nó hay bận rộn rồi hay bực bội thì sẽ cằn nhằn. Thì cái cằn nhằn đó thì mình chứ vợ mình cái chuyện nào mình nó đã cằn nhằn thì cằn nhằn, còn không thì mình bỏ qua. Chứ cằn nhằn vợ chồng mà có cằn nhằn thì không vui thì gia đình nó không được hạnh phúc. Nghĩa là dừng lại cái mức độ cằn nhằn nó vừa phải thôi, chứ nếu mình cứ ngày nào cứ chì chiết nhau thì nó rất là mệt mỏi. Nói chung là
Tường cũng cho các bạn nhiều thời gian này, ý của Tường ngày hôm nay nha, cảm nhận của riêng Tường, tại Tường cũng là một người đã gãy đổ. Thì Tường thấy rằng là hai bạn có rất là nhiều cái điểm tương đồng với nhau, mà mình cũng có cảm giác giống như hai bạn cũng có một cái cảm xúc, cái tình cảm đang rất là tốt đẹp dành cho nhau. Quan trọng là mình giải quyết những cái công việc như thế nào, mình hy sinh cho đối phương như thế nào, vì mình đang ở xa, ai cũng đã có con cái, có hoàn cảnh, có gia đình riêng. Thí dụ chị hỏi em một câu là nếu như em đồng ý lấy ảnh đi, thì em đi thì con em như thế nào? Con em thì nó ở với chung với em thiệt, nhưng mà em không có chăm nó nhiều bằng ngoại. Nhưng mà nếu em đi lấy chồng thì em có mang con em theo không hay là... Không, nó vẫn ở nhà Sài Gòn, nó còn học. Trước tới giờ là nó bắt đầu xa em từ năm 2006 mà chị. Coi như là nó chưa được tuổi là mẹ em chăm nó. Em cứ đi công tác suốt, với lại hồi trước là em làm ở tỉnh. Mỗi tháng em về, mỗi tuần em về, nếu mà gần thì mỗi tuần em về. Em có ngại khi mà em ở nhà ảnh là có sống chung với những đứa con của ảnh không? Nếu mà con ảnh chấp nhận được em thì chắc chắn em sẽ chấp nhận được. Rồi, vậy chị Tường cho các bạn 30 giây nữa để nhìn thẳng vào nhau. Hãy nói cho nhau nghe thật lòng giờ phút này mình suy nghĩ điều gì ở trong đầu. Thì cái cảm nhận đầu tiên thì thấy em thì thấy anh ấy cũng ok, đẹp, nó ngay nói chuyện, cái gì anh cũng dễ, anh thích. Cái vấn đề tìm mua hiểu thì về sau tìm hiểu thêm, bây giờ thì anh mong em cho anh cơ hội để tìm hiểu lâu dài và rõ hơn. Nếu hai đứa có đồng ý thì mình tiến tới một ngày gần đây nhất. Em muốn nói gì với anh không? Thật ra là mình gặp nhau được là một cái duyên. Còn nếu mà cảm thấy cho nhau được cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu hơn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Nếu chúng ta không rung động thì chúng ta không bấm. Khi Tường đếm từ 1 đến 3, nếu đồng ý thì ta bấm thật mạnh vào nút bấm và giữ nguyên. Nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Cảm thấy như thế nào khi mà hai nửa trái tim nó cùng sáng lên? Chắc duyên nợ tới. Chắc duyên nợ tới. Và chị rất ấn tượng với câu nói đầu tiên của em. Hồi trước giờ thì chưa, nhưng biết đâu ngày hôm nay em sẽ thay đổi và em sẽ về Bạc Liêu với ảnh. Tường hy vọng rằng là em cũng sẽ cho con một cái mái ấm gia đình, có cha, mình cũng vậy, mình cũng đã có con riêng, con chung, con riêng, con nào cũng là con của mình cả. Và anh là trụ cột trong gia đình, anh phải làm sao để người phụ nữ yên tâm, để khi người ta quyết định đi theo anh là người ta không có hối hận gì cả. Có hứa không? Anh làm được không? Cái đó là con cái thì em thương lắm. Con thì những con, mà cháu thì em thương dữ dằn lắm. Yên tâm phải không? Rồi, tin tưởng anh rất là chất phác, rất là thật thà. Rồi, mời hai anh chị về một phía. Rồi, một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày chính thức chúng ta kết đôi. Thôi, riêng cặp này tôi muốn là cô gái tặng chàng trai một nụ hôn. Cặp này đặc biệt. Tường rất là vui, thật sự là Tường rất xúc động mà. Đó, vết son môi dính trên má rồi nha. Đó là nhân chứng, là dấu tích của tình yêu ngày hôm nay. Và Tường hy vọng rằng tất cả những cái gì hình ảnh đẹp nhất, những cái gì lời tốt đẹp nhất ta trao cho nhau ngày hôm nay, chúng ta hãy nhớ. Và hy vọng đó là những cái kỷ niệm, là sau này khi chúng ta về chung một nhà, khi xem lại chương trình, chúng ta có thể nằm cười với nhau, hạnh phúc cùng nhau với những cái khoảnh khắc này. Chúc anh chị sẽ sớm tiến tới hôn nhân nha. Báo tin cho Tường với chương trình biết nha. Cảm ơn Tường. Và với cái thông điệp ngày hôm nay, Tường vẫn muốn xin được nhắc lại nhé. Chúng ta hãy cẩn thận, cẩn trọng và tìm hiểu thật kỹ trong tình yêu, để khi chúng ta quyết định tiến đến với nhau thì chúng ta sẽ sống với nhau mãi mãi đến răng long đầu bạc. Đó là điều mà Tường mong muốn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình nhé. Mọi người đừng quên khung giờ quen thuộc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, vui quá nè.